Xin chào mọi người, mình đang ở cảng Nha Trang nha mọi người và mình sẽ đi đảo. Đó, mình sẽ lên mấy cái thuyền này nha mọi người, xong rồi mình sẽ ra mình ngắm san hô. Mình đi ba đảo. Rất đẹp luôn mọi người. Đó. Rồi, bên này là người ta có bán rất là nhiều đồ để đi biển nè mọi người. Nón, đồ tắm nữa nè. Quá trời luôn mọi người. Nón nè, đồ tắm nè. Đó, và bây giờ mình sẽ đợi để lên trên tàu cho mọi người. Thì cái vé để mình đi ba đảo này á thì là 1 triệu cho một người nghe mọi người, 1 triệu Việt Nam đồng cho mọi người. Thì người lớn là 1 triệu, còn trẻ em á là 700 đồng. Đó, thì bây giờ mình sẽ di dời lên trên đảo này, trên tàu này, và mình sẽ đi ba đảo. Thì trên cái giá vé 1 triệu đó thì mình sẽ được bao gồm một bữa ăn trưa với lại là một cái vé tắm bùn nha mọi người. Đó. Bây giờ mọi người sẽ đi theo chân mình để xem khám phá tour ba đảo nó sẽ có những gì nha mọi người. Hi, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với gia đình mình đến Nha Trang nha. Hello. Kem đâu? Thuyền bắt đầu di dời và gió rất là nhiều luôn nha mọi người. Lát nữa sẽ chạy gặp mấy con sóng là sẽ dập chui lúc mọi người, giống như là mình đi cảm giác mạnh vậy đó, rất là vui luôn, rất là đã luôn mọi người. Rồi bây giờ mình đi lên trên này nha mọi người. Xong rồi ai muốn bay dù thì bay. Ai muốn lặn biển thì lặn biển. Wow, cởi áo phao đó mọi người. Cởi áo phao đó. Đây, bây giờ mình lên tàu nha mọi người. Wow, cẩn thận. Giờ mình đi lên tàu nha mọi người. Mình lên trên thuyền, trên phà này. Bây giờ mình lên mình thay đồ, ai muốn lặn biển thì sẽ xuống lặn biển. Xin chào quý đoàn, thì chào mừng mọi người đã tới cái khu câu lạc bộ bơi lặn chuyên nghiệp tại thành phố biển Nha Trang, tại vịnh Nha Trang. Dạ, xin chào mọi người, bên cạnh em là hai cô gái xinh đẹp đến từ Sài Gòn phải không ạ? Dạ. Và một cô hot girl đến từ Úc đây, xin chào. Dạ. Sau lưng em đây là cái khu TV đang trình chiếu cảnh mà người ta đang đi lặn biển, các du khách đang đi lặn biển sâu dưới lòng đại dương. Thì độ sâu là từ 1 mét nước cho tới 6 mét nước. Và cái bộ môn này đặc biệt là biết bơi đi cũng được, mà không biết bơi đi càng dễ hơn. Dạ. Tại vì có một hướng dẫn viên lặn biển chuyên nghiệp luôn luôn bên cạnh và kèm theo chúng ta, và họ sẽ bày cho chúng ta tất cả mọi thao tác dưới nước. Dạ. Thời gian lặn biển là từ 15 cho tới 25 phút tùy theo cái độ máu lửa chịu chơi của mình. Dạ. Dạ. Và cái bộ môn lặn biển bằng bình khí bình oxy này với cái giá tiền là 500.000 một người, 15 tới 25 phút có một hướng dẫn viên đi kèm. Và đây là một bộ môn khác của về lặn biển, đó chính là đi bộ dưới lòng đại dương. Thì các thợ lặn sẽ trang bị cho mình một cái mũ trùm như là phi hành gia vậy đó anh chị. Chúng ta đi bộ dưới lòng đại dương, chúng ta nhìn cận cảnh những rạn san hô và các loài cá biển rất là đẹp ở dưới lòng đại dương của vịnh biển Nha Trang chúng em. Dạ. Thì thời gian cũng tương tự thôi, từ 15 tới 25 phút. Dạ. Và hướng dẫn viên luôn luôn đi kèm bên cạnh chúng ta, cho nên chúng ta rất là yên tâm về vấn đề này. Dạ. Và giá tiền của nó thì rất là rẻ thôi, chỉ 1 triệu đồng Việt Nam. Thì nhà mình có thể cảm nhận được những cái gì tinh túy nhất, hay nhất ở dưới lòng đại dương của vịnh biển Nha Trang chúng em. Dạ, em xin cảm ơn nhà mình nha. Rồi bây giờ mình sẽ dẫn mọi người đi một vòng ở trên tàu này nha mọi người. Đó, thì cái nhà bè đó thì mình cũng sẽ được đi qua bên đó, và mình bên đó có cái chỗ để mình chụp hình sóng ảo mọi người. Ở đây cũng có quầy bán nước nè, bán trái cây nè. Đó, mình có nhu cầu thì mình sẽ tới đây mua nha. Nhà mình thì cũng có đem theo nước rồi. Và bây giờ ngay chỗ đây á, là chỗ mà mình sẽ đi lặn đó mọi người. Đó, đi lặn thì giá vé hồi nãy là bạn hướng dẫn nói là 1 triệu. Và mình quay phim chụp hình ở dưới nước á, với lại mình quay mấy cái video mà mình lặn ở dưới đó với cá, với san hô rồi đó, thì là thêm 300 nữa. Đó, 300.000 tiền Việt Nam. Rồi bây giờ nhà mình sẽ đi lặn nha mọi người. Mình thì không có lặn, mình sẽ nhường cho mọi người lặn. Đây,
bạn hướng dẫn sẽ phát cho mình một cái thẻ, một cái số để mình đi. Mình chưa bao giờ lặn luôn mọi người. Đây, đây là cái đồ để người ta chùm lên mình đi, như là phi hành gia vậy mọi người. Đó, thì trong này họ sẽ bơm oxy vào. Mình sẽ xuống đây, mình lặn. Thì sẽ có người đi theo mình nha mọi người. Nên mình yên tâm là không có vấn đề gì xảy ra. Đó. Một người, hai người. Đó, nó rất là nặng luôn mọi người, nó nặng để nó chìm mình xuống. Xong rồi mình sẽ đi bộ dưới biển để mình ngắm cá và san hô. Ba em, bốn em. Đó, ở trong cái bình đó là họ sẽ bơm oxy hết rồi nha mọi người. Rồi, năm em, mỗi em 1 triệu nha mọi người. Lát mình lên mình sẽ thu tiền. Còn ai chụp hình quay phim thì sẽ 300 ngàn. Rồi, và đây là cái kết quả của cái đoạn video mà bỏ ra 300 ngàn để mình được cái đoạn video này nè mọi người. Rất là đẹp luôn ha. Ở dưới biển rất là nhiều cá nè, san hô nè. Rồi con nhỏ cháu mình nó làm cái bộ móng tay rất là nhọn luôn, không biết nó có đâm thủng có cá nào không. Cái tay nó rất là nhọn luôn mọi người. Đó. Wow, ở dưới này có một cái bức tượng hình một người. Dễ sợ quá mọi người ha. Mình nhìn mà thấy nhìn sợ sợ mà không bằng cái móng tay của nó vậy mọi người. Rồi, trong thời gian mọi người đi lặn biển thì mình ngồi trên này mình vuốt ve chú chó. Nó rất là hiền luôn mọi người. Ở trên tàu này có một con chó và mình sẽ ngắm cảnh biển. Còn bên kia là người ta sẽ chơi chơi dù đó mọi người. Là 800 đồng. 800 Việt Nam đồng. Đó, mình ngồi trên này. Còn trên mấy cái thuyền này mình không biết là họ bỏ mấy cái bánh xe làm gì. Mọi người biết để làm gì không? Mọi người có thể comment ở dưới để mình biết được mà. Cảm ơn. Đó, nước rất là trong xanh luôn mọi người. Nước rất là trong. Đẹp quá mọi người ha. Nha Trang thì mình đi được rất là nhiều lần rồi mọi người. Nhưng mà cái tour ba đảo thì mình đi, hình như mình nhớ lần này lần thứ 3 hay là lần thứ 2 gì đó. Mình rất là thích luôn. Rất là đẹp mọi người. Cái dây thừng này mà cũng là rong biển nó bám quá trời. Rồi, sau khi đi xong lặn xong san hô rồi thì bây giờ mình sẽ đi qua một cái nhà bè này nghe mọi người. Và mình sẽ dùng cơm trưa ở đây. Đó, mọi người ăn cơm rất là đông luôn. Thôi chị Nhi, bây giờ là mình làng chài hả? Cái này là trên, cái này là thuyền. Cái này gọi là bè nổi đó. Cái ô như thế này. Đây là con hào á cậu. Đó, cậu thấy không? Đây là hào nè. Đó. Rồi, ok. À, còn đây là cá lăng nè. Cá lăng nè mọi người, đó. Thì nếu mà mình có cái nhu cầu á, mà mình muốn ăn thêm ngoài cái thực đơn mà hướng dẫn viên cũng như các bạn tour chuẩn bị cho mình, có cá bóng mú nữa đó. Cá bóng mú khắp Hồng Kông tuyệt vời luôn. Đó, cá bóng mú dưới. Còn đây là cá lăng nuôi ảo luôn. Ồ. Cá nữa. Bên này con gì? Bên này cũng mực phải không? Không, con mực ở đây nè. Nè, mực bên này nè, phải không? Con mực kia. Con mực ở dưới kia. Với con ốc nữa. Rồi. Đây nè cậu, con mực đây nè. Đây mít đàn mực nè. Đây nè, trời ơi. Mực xuất sắc. Cá đó tươi sống. Đó, mình muốn ăn thêm con gì? Rồi cá bớp nữa nè. Trời, tôm hùm. Đó. Tôm hùm á mà mình mà biết chỗ mua á, đi cái chợ mà buổi sáng á là 550 thôi, còn vô trong đây á là nó phải gấp 3 lần. Rồi, đi tiếp đi mọi người. Đó, đây là những cái bè nổi ha. Đó, mực nè. Đó, mực quá trời luôn, mực. Đó, mình muốn ăn đồ tươi sống thêm á thì mình cứ kêu thêm. Rồi người ta sẽ chế biến cho mình luôn. Đó, cái đây là tôm hùm. Cái ti, đây là tôm hùm nè. Khó lắm, không có bắt được đâu.
Wow. Hello mọi người, đây là một cái khẩu phần ăn mà đoàn cũng như là tour á, người ta sẽ chuẩn bị cho mình. Đây là có chả ram, cuốn tôm nè. Đúng rồi. Có tôm, tôm muối nè. Còn này là cái cá chim trắng hả, đúng không Gương? Cá chim trắng đúng không? Chả cá nè, rau muống xào tỏi nè. Còn đây là canh chua, cá ngừ. Cá ngừ. Có, cậu có nghêu đó. Nghêu hấp xả, nghêu hấp xả. Và đặc biệt thì có món mực chiên nè mọi người. Nghêu ở đây á, thì mình về Việt Nam mình rất là thích ăn nghêu nha, nhưng mà nghêu ở đây rất là nhỏ nhỏ chút luôn mọi người, ăn không được gì hết. Thì nói chung là cái bữa cơm này á, ăn cũng tạm được rồi mọi người, cũng không có ngon, cũng không có xuất sắc gì cho lắm, ăn cũng tạm được. Thì nếu mà mình muốn ăn thêm hải sản á, thì mình ra chỗ cái nhà bè này đó, đó mình thích con nào thì mình bắt lên, mình lựa và người ta sẽ chế biến cho mình. Thì sau khi đã ăn uống no say rồi, no thôi nha mọi người chứ chưa có say, thì bắt đầu là nhà mình sẽ di dời qua một cái đảo. Thì trên đảo này á, nó rất là đẹp luôn mọi người, và mình sẽ được tắm mình trên này. Tại vì trên đảo này nó có bãi cát á, còn bên hồi nãy bên nhà bè kia thì là nó nằm giữa biển, mình không có bãi cát đó. Thì bây giờ nhà mình sẽ đi lên trên đảo này. Trời, nước rất là trong xanh mọi người ơi, rất là đẹp luôn. Mình đi Nha Trang mấy lần rồi á, mình đi ra cái đảo, mình cũng có đi qua đảo này rồi, nhưng mà mình thấy hồi xưa nó không có đẹp bằng bây giờ mọi người. Bây giờ Việt Nam mình đầu tư quá trời luôn. Chỗ nào họ cũng làm rất là đẹp, nhìn rất là giống resort. Cái lúc mà mình chưa về, mình ở Mỹ mình chưa về để mà đi Nha Trang nè, thì mình nghe nói là Nha Trang bây giờ Trung Quốc rất là nhiều luôn. Nhưng mà bây giờ mình về thì mình thấy ít khách Trung Quốc mọi người. Hầu như trên đảo này luôn nè, thì mình thấy là toàn khách Hàn không à, toàn là tiếng Hàn không mọi người. Mình không có nghe xí xô xí xào của Trung Quốc. Đó, thì trên đảo này mình sẽ đi quay một vòng cho mọi người xem nha. Rất là đẹp. Đây có một cái này đã phải gọi là kinh khí cầu đâu mọi người đó. Cái này là một cái dù. Đó, mình chơi cái này á thì là 815 phút nha mọi người. Họ sẽ chạy bằng cái xe ra ngoài biển và họ sẽ kéo mình theo. Và bây giờ mình sẽ dẫn mọi người đi một vòng trên cái đảo này để cho mọi người xem nè. Wow, mấy cái dừa rất là xanh, rất là đẹp luôn. Cát ở đây rất là trắng mọi người. Rất trắng luôn đó. Mình không biết là cát ở đây là cát tự nhiên hay là cát người ta đem đến nữa. Thì giống như mấy cái khu resort ở Phan Thiết á, thì Phan Thiết thì cát nó vàng mà. Ở đó nguyên mấy cái khu resort thì người ta sẽ mua cát trắng về, người ta rải cho cái khu resort của người ta cát trắng bóc luôn. Nên mình cũng không biết cát ở đây là cát nguyên thủy của nó màu trắng hay là người ta mua về người ta rải. Thôi bây giờ mình sẽ dẫn mọi người đi một vòng nè. Wow, rất là mát luôn. Cây cối rất là nhiều. Và nhìn đá mọi người, nhìn rất là giống resort luôn. Đó, bên này có mấy cây môn dễ thương chưa. Rồi có cây chuối nữa nè. Rồi có mấy cái ván trượt nè. Nhưng mà mình nghĩ mấy cái ván trượt này họ để dành để trang trí thôi. Còn bàn ghế ở trên này á, thì mình ngồi chỗ nào cũng được nha mọi người. Tại vì mình đã lên trên đảo này là mình đã mua vé luôn rồi. Thì mọi người ở trên này cũng là đều giống như nhau, nên mình có thể mình ngồi bất cứ chỗ nào. Ở trên này thì có một cái bãi cát để mình tắm biển nè. Nhưng mà tắm được có một khúc rồi mọi người. Còn bên cái phía này á, thì rất là nhiều đá luôn. Tắm mà sơ sẩy một chút là chảy máu như chơi nha. Đó, nên trên này chỉ lên tắm vui thôi. Và mình chỉ có một tiếng đòi lại ở trên này thôi. Và mình sẽ tranh thủ mình đi quay cho mọi người. Trời, cái hàng dừa rất là đẹp luôn. Ở bên Mỹ á, thì theo mình biết á, thì không có mấy cái loại dừa ăn trái như bên Việt Nam mình đâu. Hình như nó không sống được hay sao mọi người. Bên Florida thì nắng ấm thì chắc có thể, chứ còn bên Cali, Hawaii thì mình không có thấy cái cây dừa giống dừa Việt Nam mình. Đó, bên này cũng là một cái bãi biển nè, rất là đẹp, nhưng mà rất là nhiều đá luôn mọi người. Nói chung là trên cái đảo này á, xanh, sạch, đẹp, nhìn rất là mát mắt. Mọi người nếu mà chưa có đi ba đảo này á, thì mình có dịp mình ghé Nha Trang, mình mua cái tour ba đảo mình đi cũng thú vị mọi người. Nói chung là mình sẽ mất hết một ngày để mình đi ba cái đảo này. Giá vé 1 triệu thì cũng ok. Họ đã bao gồm cho mình một phần ăn rồi và một
cái vé tấm bùn. Thì lát nữa khi mà mình xong cái khu đảo này thì mình sẽ đi qua một cái đảo để mình tắm bùn nha mọi người. Đó, trên này có một cái nhà hàng nè, thì họ sẽ bán nước và đồ ăn ở trên này. Mình quay lại cái khúc bắt đầu mà mình lên trên đảo rồi nè mọi người. Đó, mình quay một vòng cho mọi người xem. Đầu cái dù bay ra đảo á mọi người ha. Rồi bây giờ mình sẽ tham quan trên đảo này xong rồi, và bây giờ mình sẽ quay trở lại để mình xuống tàu và mình sẽ đi qua một cái đảo khác nha mọi người. Wow, cái đảo này rất là đẹp luôn. Mình đi rất là nhiều bãi biển trên, mình cũng may mắn được đi rất nhiều bãi biển trên thế giới rồi, nhưng mà công nhận biển Nha Trang, biển Việt Nam mình rất là đẹp luôn mọi người, không thua gì Hawaii. Đó, bây giờ mình sẽ lên trên tàu và mình sẽ đi đến một cái đảo. Đảo này là mình sẽ chỉ lên tắm bùn thôi nha mọi người, bùn khoáng Nha Trang. Đó, mình đi cái giấc tầm này là 3 giờ mấy, gần 4 giờ rồi. Thì mọi người cũng đã bắt đầu là đi về hết rồi. Đó, nên rất là đông người luôn. Đông ơi là đông luôn mọi người. Thì trên cái đảo này á, thì có sen nè, có súng nè. Trời, hai bên hồ sen rất là đẹp. Đó, một cái nhà này người ta dựng bằng tre mây. Đây, sen rất là đẹp luôn mọi người. Đó, thì mình sẽ vào đây và mình họ sẽ phát cho mình một cái vé để mình tắm bùn. Thì trong thời gian mà mình ngồi mình chờ đoàn mình á, thì mình sẽ được ngồi ghế massage nha. Cái này tính tiền hay không thì mình không có để ý mọi người. Đó, trên tay mình là cầm một cái vé và mình sẽ lấy cái vé này, mình sẽ đi vào chỗ cái khu vực tắm bùn khoáng. Tắm bùn khoáng này rất là tốt luôn. Đó, trên cái khu này nó cũng rất là rộng nhưng mà chỉ dành để tắm bùn thôi mọi người, không có cái chỗ để tham quan. Rất là đông người luôn. Hồi nãy bên đảo kia mọi người thì mình thấy người Hàn Quốc cơ mà, bên này thì Việt Nam là nhiều. Rồi bây giờ họ sẽ phát cho mình một cái thẻ để mình lấy cái tủ để mình cắt quần áo của mình vô và mình sẽ thay đồ để mình đi tắm bùn. Bùn ở đây mọi người rất là mịn luôn và rất là ấm nha. Cái bùn ấm, bùn mình ơi là mình luôn mọi người. Rồi sau khi tắm bùn xong rồi thì nhà mình sẽ đi ra đây để tập trung đi về. Thì mình thấy có một cây phượng nè mọi người, mỗi năm đến hè nhìn thấy phượng là lòng mang mát buồn phải không. Đó, cái này cây phượng đỏ nè mọi người, lâu lắm rồi mình mới thấy là cây phượng đỏ này. Mỗi năm hè về là phượng nó sẽ nở nè, ve nó sẽ kêu nè. Rồi sau khi chờ đợi mọi người trong nhà xong rồi thì mình sẽ đi ra lại cái cầu. Lúc này hoàng hôn cũng đã xuống rồi mọi người, rất là đẹp luôn. Thì trên cầu này mình thấy cái cầu này nó rất là quen luôn nha, rất là nhiều người đã chụp hình check in sống ảo ở đây. Đó, rất là đẹp luôn và mọi người sẽ tranh thủ chụp hình xong rồi mình sẽ lên tàu và mình sẽ đi về. Rồi tổng thiệt hại cho cái tour mọi người thì nói chung là một vé là 1 triệu, còn nếu mà mình mà muốn đi đi chụp hình ở dưới nước á, với cá thì cái đó là 300, còn mình muốn lặn đi ở dưới biển á, đeo cái bình thở vô là 1 triệu. Đó, còn mình không đi thì thôi nha mọi người. Đó, thì cái chương trình ba đảo của mình thì đến đây là xong rồi đó mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video của mình. Cảm ơn mọi người đã xem, like, share. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.